Tuyệt vời đúng không các bác và anh chị em. Vâng, Trinh Trang Radio xin kính chào toàn thể các bác và anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 4, tức tháng 4 dư, các bác cùng anh chị em chắc tầm này các bác cùng anh chị em cũng đã nghỉ hết rồi, bởi vì bây giờ là 23:50 rồi. Thì em lên một đoạn video test thử cái chất âm của chiếc âm ni Pioneer SA7600 đánh với một cặp loa của hãng Audio Technica với model là KSP51. Đây là một trong những cái dòng loa mà trong cái thời gian trước đây là Trinh Trang Audio cũng đã test và giới thiệu chi tiết với các bác của anh chị em rồi. Thì hôm nay em xin giới thiệu qua lại với các bác của anh chị em một lần nữa, biết thêm về cái nội ngoại thất cũng như cái chất âm của cái cặp loa này, cái thông số của loa này. Thì xin giới thiệu với các bác của anh chị em, đây là cặp loa Audio Technica với model là AT-KSP51, một trong những model loa thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản và được sản xuất tại đất nước thứ hai, tức China. Có một cái công suất thông số là 8 ohm và công suất là từ 60W cho đến 120W. Với cái thiết kế rất chi là tuyệt vời, nhỏ gọn, có một cái chất âm cực kỳ hay. Loa được thiết kế là bằng thùng gỗ. Chiều rộng của loa khoảng 30cm, chiều cao của loa khoảng 18cm và chiều sâu của loa là 20cm. Loa được hãng thiết kế là loa 2 đường tiếng 1 bát 16 và 1 tép. Đây các bác của anh chị em đã tháo một chiếc ra sẵn rồi. Tháo một chiếc ra sẵn, giới thiệu bên trong. Bên trong cái phân tần rất là đơn giản thôi, các bác của anh chị em biết là cái dòng loa này nó giống như loa BMB 251 và 252. Em sẽ tháo từ lốt cái tiếp tép ra. Các bác của anh chị em nhìn này. Thì cái video thì em làm thì cũng rất ít khi em tháo, thì hôm nay trong cái video ngày đầu tiên của tháng 4 dư này thì em sẽ tháo và giới thiệu chi tiết về cái nội ngoại thất của cái chất âm của cặp loa Audio Technica này. Các bác của anh chị em cùng chú ý theo dõi là vì sao loa lại được thiết kế là nhỏ mà có cái chất âm hay như vậy. Thì đây là cái video để giải thích cho các bác biết vì sao nó hay. Thì với một cái thiết kế của cái loa này là loa 2 đường tiếng là 1 bát 16 và 1 tép. Các bác cùng anh chị em lưu ý là cái loa này là tuy là được hãng thiết kế là bát 16, thế nhưng mà cái củ từ bên trong loa và cái côn của loa, cái củ từ của loa đây, cái tay em cầm là củ từ loa, rất chi là xịn luôn. Và cái côn loa, các bác cùng anh chị em này nhìn thấy côn loa, để em sẽ cắm lại cái ống điện cho sáng. Đây, ok rồi. Đây cái côn loa các bác cùng anh chị em thấy này. Cái côn loa nhìn này. Đấy, côn loa, nhện loa rất đẹp luôn, keo hồng. Nhện màu vàng dơm, cái nhện côn loa còn rất đẹp, cái củ bát loa này còn cực kỳ đẹp, đẹp như mới luôn. Loa được thiết kế là cái bát rất nhỏ, cái đường kính rất nhỏ, 16cm thôi. Nhưng mà cái công suất của loa, các bác cùng anh chị em lưu ý này, công suất của loa nhé. Công suất của loa nó rất chi là gấu luôn, 120W không phải là chuyện vừa đâu. Đây, cái từ của loa này là bát 16 này, nó giống hệt như là cái từ của loa BMB 251 và 252V các bác cùng anh chị em nhé. Từ này, từ và côn loa giống hệt luôn. Đây là cái củ loa bát BMB 252V các bác cùng anh chị em nhé. Đấy. Cái miệng loa này nó nhỏ thôi, nhưng mà cái rốn loa các bác cùng anh chị em nhìn này. Cái rốn loa và cái côn loa và cái từ của loa rất chi là to, rất gấu luôn. Chính vì vậy mà cái loa này có một cái chất âm rất chi là hay, nghe nhạc và hát karaoke sử dụng, trưng bày trong tất cả các phòng trà, phòng karaoke gia đình. Và nghe nhạc rất hay các bác cùng anh chị em nhé. Loa thiết kế rất nhỏ gọn nhưng mà cái chất âm rất chi là tuyệt vời, nghe đều ba giải bát trung âm và tép rất hay. Đây cái tép này nhỏ nhưng mà rất hay các bác cùng anh chị em nhé, rất khỏe luôn. Công suất 120W nó không phải là chuyện nhỏ đâu các bác cùng anh chị em nhé, không phải vừa đâu. Các bác cùng anh chị em nghe nhạc và hát karaoke rất chi là tuyệt vời. Sở hữu một cặp loa này trong gia đình nhà mình với cái diện tích từ 15 đến 30, 40 mét vuông, các bác cùng anh chị em có thể nghe nhạc và hát karaoke rất hay với chất âm nghe đều ba giải và nghe được các thể loại nhạc luôn, rất chi là tốt. Em đang test cái chất âm của Audio Technica, các bác cùng anh chị em đón nghe. Nhìn theo phía chân mây đời chuyển.
bến xe xưa về chưa, nếu hay chăng người ơi chốn xa xôi chàng trai còn em yêu thương sắc lên muôn vàng. Rất xin là tuyệt vời luôn. Giờ em sẽ test thử cái tiếng echo, tiếng alo của cặp loa này. Các bác của anh chị em đấu sẵn rồi. Em lấy cái tín hiệu mic alo từ chiếc Omni PA 203N em đang test kia. Em lấy thử tiếng alo để em test giới thiệu các bác cùng anh chị em biết về cái chất âm khi hát karaoke của cặp loa Audio Technica KSP51 này nhé. Các bác cùng anh chị em chú ý đón nghe, lắng nghe kỹ cái tiếng khi mà các bác hát karaoke nhé. Em chỉ test trong cái video này thì em chỉ test thử cái tiếng alo thôi. 2 2 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6. Giờ em sẽ cho nhạc to lên một chút nữa. Đây. Hello 6 7 8 9 10. Ta khuất trong xưa là mỗi lần ngóng chờ. Rất xin ok đây. Chỉ với cái tầm giá là 1.600.000, các bác cùng anh chị em có thể sở hữu với một cặp loa hàng bãi với cái thương hiệu model là Audio Technica KSP51, hàng thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản và được sản xuất tại đất nước thứ hai là Maren China. Các bác cùng anh chị em sở hữu về là để nghe nhạc và hát karaoke đa thể loại nhạc rất hay, chơi mọi không gian rất tốt, loa còn đẹp tới 97-98%. Các bác cùng anh chị em yên tâm về cái chất âm của cặp loa này. Đánh với tất cả các cặp loa phối ghép thêm với bass 20, bass 25, 30 rất ok các bác cùng anh chị em nhé. Loa nhỏ nhưng công suất rất lớn nhé. Cái miệng loa nó nhỏ thôi nhưng công suất của loa và cái côn loa từ loa bên trong rất gấu, rất khỏe các bác cùng anh chị em nhé. Các bác cùng anh chị em có nhu cầu sở hữu cái model nổi tiếng của Audio Technica với model KSP51 này thì các bác của anh chị em liên hệ trực tiếp với em để sở hữu cái cặp loa rất chi là nhỏ gọn xinh xắn này nhưng có một chất âm nghe nhạc và hát karaoke rất hay và đặc biệt là với cái giá thành rất rẻ 1.600.000. Em ship hàng toàn quốc, các bác của anh chị em liên hệ trực tiếp em qua địa chỉ Trinh Trang Ngọc Đất Đê, địa chỉ quốc lộ 38 Cẩm Hưng Cẩm Giàng Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em xin đọc lại số điện thoại Trinh Trang Ngọc Đất Đê, địa chỉ quốc lộ 38 Cẩm Hưng Cẩm Giàng Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo cầu. Các bác cùng anh chị em lưu ý là ngoài các cái video em đăng trên YouTube ra, các bác cùng anh chị em có thể truy cập vào Zalo hoặc Facebook theo số điện thoại 0967697999 hoặc 0976757899 để được truy cập vào Zalo Facebook theo địa chỉ cái bài đăng của em chi tiết ở trong Zalo Facebook rất chi là rõ và chi tiết trong tất cả các cái sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke có âm thanh và có hình ảnh, có video chi tiết test cho các bác của anh chị em. Các bác của anh chị em có thể vào để tham khảo thêm tất cả các mặt hàng của Trinh Trang Audio D cũng như là tất cả các cái sự tư vấn và phối ghép giới thiệu của Trinh Trang Audio D với các bác của anh chị em. Và các bác của anh chị em có nhu cầu sở hữu bất cứ sản phẩm gì về âm thanh nghe nhạc và hát karaoke hàng bãi được nhập khẩu về thì các bác của anh chị em liên hệ trực tiếp với em để sở hữu tất cả các model, các sản phẩm. Vâng, và cuối cùng thì em xin dừng lại cái buổi test và giới thiệu cái sản phẩm âm thanh nghe nhạc và hát karaoke ở đây tại đây. Xin chào hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc vào các video clip gần đây nhất của Trinh Trang Audio Day. Xin chào hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em. Nhớ ai trong đêm dài, buông tóc rối quên cả.